Những ngày qua, thông tin về vụ lùm xùm tranh chấp tác quyền ca khúc Gánh Mẹ giữa tác giả Quách Bim và nhà thơ Trương Minh Nhật nhận được sự quan tâm của dư luận. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lý Hải cũng livestream bày tỏ sự bức xúc khi bị nhà thơ đưa đơn khởi kiện và yêu cầu công ty anh bồi thường 4 tỷ đồng. Liên quan đến vụ việc này, bà xã Lý Hải là Minh Hà cũng nhấn mạnh. Mặc dù khởi kiện nhưng không thấy anh Trương Minh Nhật, luật sư Phan Vũ Tuấn và ekip của anh kèm theo giấy tờ của cơ quan nhà nước xác nhận quyền tác giả, bà Lý Hải cũng không đủ thẩm quyền và khả năng để có thể xác nhận điều này. Cô chia sẻ thêm, bài hát Gánh Mẹ đã có trên mạng rất nhiều từ năm 2016 mà không kiện. Rất nhiều chương trình lớn, game show, đài truyền hình quốc gia sử dụng ghi tác giả Quách Bim, không phải một mình Lý Hải Pro. Tôi tin pháp luật sẽ bảo vệ người mua tác phẩm đúng luật. Trước đó, nhà thơ Trương Minh Nhật đã khởi kiện Quách Bim vi phạm quyền tác giả trong ca khúc Gánh Mẹ. Cụ thể, Quách Bim sử dụng lời thơ của ông Trương Minh Nhật trong phần lời mà không để tên tác giả. Nhà thơ này từng yêu cầu đơn vị tổ chức Zing Music Awards 2019 loại bỏ bài hát Gánh Mẹ khỏi đề cử hạng mục nhạc phim được yêu thích. Về phía Lý Hải, anh bức xúc bày tỏ không hài lòng về vụ việc lần này và cho rằng đây là đòi hỏi vô lý. Lý Hải chỉ làm việc đúng trình tự pháp luật là xin phép, làm giấy tờ mua bán tác quyền với chủ sở hữu ca khúc đã được đơn vị có thẩm quyền công nhận. Nếu ông Trương Minh Nhật muốn đòi quyền tác giả, tôi nghĩ anh nên làm việc với chủ sở hữu tác phẩm được pháp luật công nhận. Nhà thơ Trương Minh Nhật bày tỏ thất vọng trước cách cư xử của vợ chồng Lý Hải và khẳng định phía nam ca sĩ biết rõ việc bị kiện là đúng luật. Ông cũng khẳng định nhiều bạn trẻ chưa hiểu hết vấn đề đã vào trang cá nhân của ông và có những lời lẽ không hay. Ông nói thêm, hình như Lý Hải cố tình nhầm lẫn từ bài thơ Gánh Mẹ qua bài hát Gánh Mẹ. Tôi chỉ yêu cầu sở hữu bài thơ chứ không phải bài hát. Dù Lý Hải có phối lại hay làm mới đi cũng không thay đổi việc đụng chạm bản quyền vì lời bài hát là nguyên vẹn 22 câu thơ của tôi chứ có khác gì đâu. Đồng thời, nhà thơ xác nhận ban đầu chỉ yêu cầu gắn tên mình vào ca khúc nhưng việc Quách Bim và Lý Hải im lặng buộc ông phải nhớ đến pháp luật can thiệp. Ông cũng khẳng định bản thân là người làm thơ giao lưu với bạn bè qua Facebook, không phải người trong showbiz nên không có động cơ để tạo sự nổi tiếng.